đã đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ Bảy hàng tuần trên HTV7. Thưa quý vị, chúng ta bây giờ sẽ được xem lại một trong những quán quân hoài của chúng tôi, đó chính là Lê Dương Bảo Lâm. Đúng rồi. Mời quý vị. Đội tiếp theo, thưa quý vị, là đỉnh cao của sự náo nhiệt. Sẽ xuất hiện ngay bây giờ với ba thành viên không thể nào khác. Kính thưa quý vị, xin giới thiệu Khả Như, Diên Tuất Kiệt và Lê Dương Bảo Lâm. Xuất hiện như là quán quân gì ta? Có, ở đây có quán quân hoài, Lê Dương Bảo Lâm. Quán quân hoài. Tại vì á là hả, chương trình định mời em mà em không tham gia thì nhiều mail gửi về nói anh Lâm ơi, anh tham gia chương trình Nhanh Như Chớp, anh lên cái đỉnh cao của danh vọng rồi, thì bây giờ anh tham gia nữa anh không sợ hay sao? Nhưng với cái kiến thức uyên bác của em thì ngày hôm nay em sẽ chứng minh cho mọi người thấy là em phải là hên, mà em sẽ chứng minh cho mọi người thấy là em tài năng thật sự. Ngày hôm nay em sẽ quán quân một lần nữa. Say. Trời không trăng không sao, nhà không có điện, không đèn cầy, nhưng mọi người vẫn thấy đường là tại sao? Nhờ có đom đóm hoặc là ánh trăng. Không chính xác. Không sao mà. Lúc đó ban ngày đó em. Trời ơi. Đố gì xàm. Tàm. Tiếp nàng. Trong truyện nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, bà phù thủy đã sai ai lấy trái tim của Bạch Tuyết? Sai thằng lính. Này hỡi thằng lính, hãy đi vô rừng bắt con Bạch Tuyết và lấy trái tim của nó cho ta đem về đi nhé. Bà thọ như vậy đó. Rồi cái thằng lính nó vô nó cắt trái tim con ai. Thật sự em có đọc chuyện này, thật sự luôn, mọi người tin em đi. Không chính xác. Ủa sao kỳ không chính xác, tại sao? Bởi vì bà phù thủy sai người đi đó chính là ông thợ săn. Ai làm chứng cái này? Chuyện của người ta nó vậy mà. Không rồi, thợ săn là cô bé hoàng khăn đỏ. Chương trình sao vậy? Chương trình ơi, cái này là chuyện này. Bạch Tuyết và bảy chú lùn, em lộn rồi, chuyện mà chú lùn và bảy Bạch Tuyết rồi. Mọi người ơi, mọi người hãy nói cái ý kiến đi khán giả ơi, phải không? Khán giả không trả lời được luôn anh ơi. Thợ săn á anh ơi. Ai nghĩ là thợ săn, vỗ tay. Em đang bị úp sọ. Nubakachi là tên bộ phim hoạt hình nổi tiếng có tên tiếng Việt là gì? Ơi là trời, hãy đợi đấy. Không ở là trời nha, hãy đợi đấy. Trời ơi, đặc tính kiếp chuyện là vậy rồi đó. Nghe em khuyên, sau khi trả lời xong, muốn nói gì nói. Trước khi trả lời đừng có nói, tại vì thời gian nó sẽ chạy. Ủa chạy không anh? Chạy. Sao không nói? Ai mà biết đâu, tưởng chương trình mời em về giải trí. Mời em về giải trí là em... Ai mà biết. Gái Trung Hoa là biệt danh của ca sĩ nào? Trời ơi, nếu thích em thì... Lương Bánh Hữu. Trời ơi. Dễ quá anh ơi. Quá dễ. Cô gái Trung Đông là biệt danh của ca sĩ nào? Cái gì? Ai? Cô gái Trung Đông hả? Trung Đông. Cô gái Trung Đông. Cô gái Trung Đông hả? Đúng rồi. Là biết ca sĩ tên cô gái Trung Đông trời. Cô gái bến xe miền Đông rồi có không? Làm việc cô gái Trung Đông đúng không? Cô gái bến xe miền Đông thì hát được. Cô gái nào bến xe miền Đông? Có người ơi, có về miền Đông đó bến xe miền Tây đó, có về miền Tây đó bến xe miền Đông đó. Em về Đồng Nai đó bến xe Phương Trang xé. Miệng lẹ thì chứ. Lắng nghe nha. Một xương sống, một đống xương sườn là cái gì? Một xương sống mà một đống xương sườn là cây xương rồng. Sai, thưa tôi chưa chốt. Một xương sống, một đống xương sườn. Cái lửa. Chính xác. Không phải cây xương rồng. Thấy lâu lắm mới Lê Dương Bảo Lâm lên dưới số 9. Chị muốn giúp thì cho em lên luôn được không? Lên luôn. Trời, hay quá. Ôi, giờ đi. Dạ. Ôi, sao lên được rồi? Hay.
2011, bánh mì áo dài và từ gì trong tiếng Việt đã được đưa vào từ điển Oxford? Đây, đọc lại đi ạ. Bánh mì áo dài và từ gì trong tiếng Việt đã được đưa vào từ điển Oxford? Vỡ. Vòng đặc biệt. Hãy kể tên 20 loại hoa. Hoa hồng, hoa cúc, quế, hoa phượng. Đúng. Tulip, lan. Đúng. Hoa ly. Đúng. 10 giờ. Hướng dương. Đúng. Hoa bí. Đúng. Hoa đơn. Hoa mướp. Chính xác. Hoa gì quá rồi. Hoa cỡ. Hoa 10 giờ. Hoa muống. Hoa cức lợn. Đúng. Chính xác. Hoa bông súng. Hoa cải. Hoa bông sen. Hoa bông sen. Chính xác. Hoa cát tường. Chính xác. Hoa hệ. Hoa lan nhân. Hoa bắc cỡ. Lại rồi. Hoa giáo bùi. Bằng lăng. Hoa giáo bùi. Hoa sen. Hoa bầu. Hoa lo kèn. Hoa súng. Hoa giả. Đúng rồi, hoa giả. Hoa giả, đúng. Hoa hồng. Hoa hồng rồi. Hải đường. Hải đường, chính xác. Rồi. Hoa bướm. Hướng dương. Rồi. Hoa cho đẻ. Thưa quý vị, như vậy là kết thúc vòng vừa rồi thì đội Long Nhật đã rất là cố gắng. Ba người đều đã trả lời rất là nhanh và mang về được. Tên 20. Phương tiện giao thông. Thường lưu thông trên đường bộ. Bắt đầu từ lắp. Xe máy. Xe hơi. Lâu. Vậy tiếp á. Trời ơi, dễ. Xe tải. Ba gác quê em được ạ. Xe bán tải. Xe ben. Xe bồn. Xe lăn. Được luôn, xe lưu. Xe rác. Xe rác đúng. Xe gì chị? Xe hũ lô. Xe hũ lô 7. Là xe mà chán nhựa đó. Xe hũ lô. Xe thường lưu thông trên đường bộ. Xe điện. Xe cứu thương. Xe đạp điện. Xe buýt. Cứu hỏa. Sao vậy anh? Sao buồn quá vậy? Làm gì anh buồn? Như đã nói, 20 đáp án thì sẽ lấy được 500 triệu của chương trình. Dạ. 10 đáp án thì lấy được 3 cái tivi, mỗi cái trị giá gần 70 triệu đồng. Và rất tiếc các bạn mang về 14 đáp án. Trời, Lê Dương Bảo Lâm, rồi Khả Như, rồi anh Long Nhật, rồi Quách Ngọc Tuyên, nhiều lắm. Mà Lê Dương Bảo Lâm là người tồn tại nhiều nhất, theo ấn tượng nhất. Nói cũng nhiều nữa. Dạ. Bây giờ chúng tôi sẽ có một cái phần nhờ quý vị xem lại, đó là những người chơi nói nhiều nhất trên chiếc ghế của chúng tôi. Trong bài hát Diễm Xưa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, rồi anh. Có bao nhiêu từ Diễm xuất hiện?
có thể ngân nga một chút giai điệu bài này. Ai biết xưa rồi Diễm ơi, mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp đồ. Hình như không có xưa rồi Diễm ơi. Làm gì có Diễm xưa. Phải có từ Diễm thì tác giả mới đặt tên đó là Diễm xưa. Hoặc là tác giả muốn tặng bài này cho chị Diễm. Nhưng mà đặt cái tên có chữ Diễm là đủ để biết là gửi cho chị Diễm rồi, không cần phải gọi chị Diễm nữa đâu. Vậy thì chắc là không có chị Diễm đâu. Dù sao em cũng không biết là số nào. Lên trời. Đức học giỏi toán nên hay giúp đỡ bạn bè gọi là chưa nghe hết kìa. Học giỏi toán nên hay giúp đỡ bạn bè gọi là gì? À không phải Đức Phúc nha. Ủa, em biết cái câu này em biết rồi. Đức tính toán. Chính xác. Cái câu này em biết rồi. Cái này gọi là hên nha. Hên nha. Cái này hên thiệt. Wow. Mình cười nữ tính lại nè. Mẹ em sẽ rất là tự hào về em. Nữ tính lại. Rồi, bánh gì tên một loại trái cây nhưng lại không có trái cây? Là bánh gì đây? Bánh một loại trái cây nhưng không phải là trái cây hả chị? Em bây giờ liệt kê ra trước nha, chưa chốt liệt kê ra trước ha. Em liệt kê ra trước nha. Bánh, okay. Bánh hỏi. Bánh hỏi có trái cây gì? Hỏi là trái cây gì? À ha. Ừ. Ồ, kiến thức con bé này đã bao phủ cả một vùng luôn á. Chúc chào. Bánh một loại trái cây hả chị? Bánh mứt. Em chưa chốt nha. Chưa chốt phải không? Cái nào chốt rồi nói nha, chốt rồi nói đi rồi. Bánh cam, bánh quýt. Bánh quýt là bánh gì? Rồi. Bánh cam. Chốt. Bánh cam. Dạ. Xin chào. Em thua đó bà. Dễ vậy mà tại vì tốt thời gian quá trời luôn đó. Đồng gì mặc được? Đồng hả? Dạ. Đồng gì mặc được? Dạ. Đồng phục. Chính xác. Trời, tôi giỏi quá. Phải chưa? Nói mà. Giờ thì hiểu rồi đó. Bây giờ tôi mới hiểu nè. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Đồng gì mà đa số ai cũng thích? Đồng tiền. Chính xác. Thấy chưa? Tôi đã thấy chưa? Chí phèo của nhà văn Năm Cao là ở làng nào? Ở làng mèo. Không, chính xác. Từ từ xuống chứ làm dữ vậy. Thua sao mà làm gì giật tôi dữ vậy? Làng mèo nằm ở tỉnh nào vậy? Nói chứ không biết nó nằm đâu được. Đáp án là làng Vũ Đại. Câu hỏi tiếp theo. Cháo lòng, cháo bò, cháo cá, cháo gà, đâu là loại cháo mà Thì Nở đã nấu cho Chí Phèo ăn? Cháo lòng. Cháo lòng. Không chính xác. Trời ơi, vô lộn đội rồi. Cháo mà Thì Nở nấu là cháo hành. Đâu có trong đó. Dạ, đâu có trong đó. Ủa, phải hỏi Vinh chứ. Không có trong đó chị. Câu tiếp theo đây cũng sẽ liên quan tới Chí Phèo Thì Nở, chắc chắn chị sẽ sai nữa. Câu hỏi tiếp theo. Thì Nở đã nấu tô cháo hành có bỏ thêm tiêu hột hay tiêu xay? Hột. Hột. Không chính xác. Tôi thì dở thiệt. Chị ơi, gì cơ? Đáp án là không có. Vậy hỏi chi? Vậy hỏi chi? Chị. Ok. Nhanh như chớp. Thấy là tôi không ổn với chương trình này đâu. Trời mưa là do chuồng chuồng bay thấp đúng không? Thật sự nhân gian có câu chuồng chuồng bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. Nhưng mà trời mưa không phải là do con chuồng chuồng mà là do ông trời và mây. Em muốn cho những bé thiếu nhi khi mà xem chương trình này, mấy bạn sẽ biết được là trời mưa không phải là do chuồng chuồng đâu các cháu nhỏ ơi. Cái đó là một cái câu nhân gian thôi. Nhi ơi. Chính xác. Quá hay. Tại vì đơn giản là do câu hỏi nó dễ đó em. Nó dễ thì cũng duyên nữa. A tặng B một món quà, B rất thích, nhưng tại sao vừa về nhà B đã ném đi? A
tặng B một món quà B rất thích. Rất thích. Nhưng tại sao B về đến vừa nhà về cái là B đã ném đi. Trái banh gì à? Lại là trái banh định mệnh đó. Lại là trái banh. Ném trái banh đi. Bây giờ cãi nửa tiếng nữa nào. Chúng lẽ ôm trong lòng hoài thì sao phải ném đúng đi. Rồi. Thật ra cái câu đó lại là đúng bởi vì bóng ném vẫn có thể cầm cái bóng ném đi mà. Đúng rồi. Vậy là ném được. Vậy là xin sao? Đáp án là boomerang. Ví dụ em trả lời là bịch rác được không? Ai tặng bịch rác mà thích? Ủa, giọng tới bạn xéo xác nhau vẫn tặng bịch rác như thường. Thôi đi. Mà rất thích. Rồi, tất cả mọi người trong chương trình chuẩn bị mỗi người một bịch rác tặng Quỳnh Lập. Vú voi, cái nằm ở đâu? Cái gì chứ? Vú voi cái. Vú voi cái hả? Ừ. Vú con voi cái. Vú con voi cái nằm ở đâu? Vú con voi cái. Em thử tưởng tượng coi nó sẽ nằm ở đâu. Em ngậm thử nha chưa trả lời nha. Chắc vú voi cái chứ cũng giống vú chó nằm ở bụng. Vú voi cái nó nằm ở giữa hai chân. Ở giữa hai chân mà hai chân nào? À, vậy là hai chân dưới hai chân sau đúng không? Đúng rồi. Vậy là hai chân sau đi. Mà có đúng không? Tại vì chị thấy nó rất là hợp với em đây. Mình làm nữa đi. Đúng không chị? Đúng không? Có đúng không? Hai chân sau. Đây là đáp án. Không chính xác. Đáp án là giữa chân trước. Là giữa chân trước để nó gần cái dòi hơn. Thì để nó như thế nè. Thì nó nằm đi chứ đâu có nằm dưới. Nằm dưới đúng không? Nếu mà thì chú em cũng nằm ở đây thì nó giữa trên phía trước hiểu không? À đúng rồi, đúng rồi. Những cái nặng của tim tiền từ còn thiếu vào chỗ trống. Gió như phan .. như rang. Gió như phan phan trời đi. Gió như phan. Đáp án chính xác là nắng như rang. Đó là khi nhắc về Phan Rang người ta nói bởi vì đó. Ở vì đó là cái nơi mà một thành phố gần biển ha, mà toàn là gió và nắng và cát thôi. Rất là khó chịu thời tiết ở đó. Câu gió như phan nắng như rang nói đến tỉnh nào? Dễ rồi. Phan Rang. Không chính xác. Bình Thuận. Bình Thuận đúng không? Hay Bình Định gì đó. Bình Thuận là Phan Thiết. Ninh Thuận chính xác. Ninh Thuận. Để luộc trứng màu chín và bóc vỏ nhanh nhất nên bỏ thêm bột ngọt hay đường vào nồi luộc? Đường, muối, bột ngọt. Cho muối á. Không chính xác. Đáp án là giám. Trong tiếng Việt về mặt ngữ âm thì có bao nhiêu nguyên âm đơn? Nguyên âm đơn. 5 nguyên âm đơn ạ. Không. Chính xác. Đó là một bộ nguyên âm đơn chúng ta đã từng học là A, A, Ơ, E, E, I, O, O, Ơ, U, Ư. Tiếng Anh mấy năm. Như vậy là lần đầu tiên kỷ lục chương trình đã xuất hiện. JK, thưa quý vị ơi. Lần đầu tiên trong chương trình sau 2 mùa, hơn 80 số đóng chương trình. Chưa nhúc nhích sau 15 câu hỏi của chúng tôi. Tên tuổi của JK sẽ được lưu bãi. Trường Giang đứng sau Harry, mà Harry cũng đứng sau Trường Giang. Why? Tại sao á hả? Trường Giang đứng sau Harry, Harry cũng đứng sau Trường Giang là tại anh đang đứng trước cái kiến. Không chính xác. Đây, nhìn đi nè. Ok. Mình vẫn ngồi số 0 nhỉ? Ồ, chưa giống nhất hả? Chưa. Hay quá. Trường Giang đứng sau Harry, còn Harry đứng mặt Trường Giang. Why? Trường Giang đứng sau Harry. Đứng sau Harry. Harry đứng trước mặt Trường Giang. Trước mặt Trường Giang, mặt đối mặt hả? Mặt đối mặt, không chính xác. Nó bình thường. Nó là vậy nè. Nó là đứng bình thường. Mà nó vẫn quay qua bên kia nó suy nghĩ nha. Em không có thông minh mà. Nhật Bản có kimono, Hàn Quốc có hanbok. Vậy bikini là của nước nào?
châu Âu. Không, chính xác. Bikini đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Bikini đi biển, tắm là bikini là của nước nhưng biển. Nhưng mà nó xuất phát từ châu Âu mà. Nó là của nước biển em ơi. Nha. Con gì ở trong TV, hễ mà nó chết TV đi đời. Con chuột hả? Con chuột, không chính xác. Con gì ở trong TV? TV có một chip. À, lúc cần vận dụng kiến thức thì không có đó. Tiếp đi. Quả gì rơi vào lưới là cả triệu người nhảy lên? Quả bơm. Quả bơm. Quả bơm. Không chính xác. Tôi mới không có. Em mới chưa ta? Ở đó. Đây là thí sinh đầu tiên đến thời điểm này sau vài mùa của Nhanh Như Chớp. Sau 8 câu chưa đúng một câu nào. Anh Giang ơi, cố tình đó anh Giang, giải trí lắm. À, cố tình cho chương trình vui chứ phải là mình dạ. Không biết đúng không? Vậy dạ. thì cố tình hết luôn đi em. Có một cậu bé đi mua đồ, đi qua vườn hoa gặp một con rắn, hỏi cậu bé đi mua gì? Mua... Quyết đoán. Mua rượu. Mua rượu. Mua rượu. Rượu rắn. Không chính xác. Mua rượu rắn. Tại sao mua rượu? Rắn là xà, hoa là bông, cho nên mua xà một bông. Một câu thôi Hương ơi. À, một câu thôi. Câu hỏi tiếp theo. Trên trời có vũng nước trong, con kiến con ong không chui vô lọt là gì? Đám mây. Mây đúng không? Đám mây à? Đám mây. Không chính xác. Ôi sao lại luôn đọc tiền. Kệ đi bà ơi, vậy đi. Thưa bà quý vị ơi. Là em mới nghe một sự thảng thốt ở dưới này. Vũng nước trong mà trời. Ôi là sao? Đáp án là trái dừa. Đó là một câu vi vòn. Có một con bò nằm ngang ăn cỏ, hỏi nó đã ăn cỏ được bao lâu rồi? Sắp hết thời gian em ơi. Đảo chữ lại. Bao lâu rồi? Nhắc lại, nhắc cái gì mà nhắc đọc, nhắc cái gì mà nhắc ra. Không, em đứng cái đồ ra. Hết giờ. Hết giờ. Như vậy là Lan Hương không có đúng đáp án gì hết. Không phải mình em. Dạ. Em đã lọt vào top. Ai được lọt top? Dạ. Những người không đúng câu nào. Người thứ nhất là Lương Minh Trang. Người thứ hai là em đó. Vậy là phải trao giải đó anh. Hoa nào trong suốt mắt người không nhìn thấy được? Trời ơi. Hoa thủy tinh. Hoa thủy tinh vẫn là hoa thủy tinh. Vẫn đó hoa bà làm bằng thủy tinh. Vẫn thấy được, không chính xác. Mời trả lời. Hoa tuyết. Hoa tuyết vẫn là cái hoa nhưng bằng tuyết. Nhưng mà mắt không thấy được. Vẫn mắt thấy được. Hoa nở không màu. Trời ơi. Trong một tháng có thứ 6 ngày 13 thì ngày 1 sẽ là thứ mấy? Thứ 3, thứ 2. Ngày 1 sẽ là thứ 2, 3, 4, 5, 6, thứ 2. Không chính xác. Ủa? Thứ 5. Chủ nhật. Thứ 2. Chủ nhật. Thứ 6. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa? Thứ 6 ngày 13. À, ngày 1 đúng không? Trời ơi, tưởng là ngày 1. Ngày 1 của thứ 6 ngày 13 chứ không phải là cái thứ của... Căng quá mà nóng. Căng, căng, căng. Ca sĩ nào có nghệ danh tên của một loại trái cây? À, bắp hả? Ngô Kiến Huy. Trái cây. Trái cây. Không, chính xác. Dâu. Không thú quên. Nghệ danh là tên dùng để đi biểu diễn, còn bắp là nickname của các fan đặt cho Nguyễn Huy trong fan club. Đúng chưa ạ? À? Cái gì vậy? Ai? Có vậy? Ai ạ? À? Orange. À. Đúng vậy. Cái gì chứa nhiều nước nhất mà không bị ướt? Cái gì chứa nhiều nước nhất mà không bị ướt? Câu này là chúng tôi đã khảo sát trên các em học sinh lớp 3. Và các em sau khi được nghe câu hỏi đứng lên bỏ về. Hỏi tại sao về vậy con? Đố vậy quá dễ, đừng hỏi tụi con. Thời gian đang lặng lẽ, không lặng lẽ nữa, trôi qua thật lòng rồi. Trái gì sinh ra đã bị ăn tát? Trái gì sinh ra đã được ăn tát hả chị? Đố chữ. Trái bập tai chị ơi. Trái bập tai. Cho qua đi để hết thời gian. Dễ có trái, gì đâu trời. Trái tát. Cho trái qua. Trái tát rồi. Không chính xác. Đáp án là trái vả. Trái vả hả? Trời. Không chận nhiều khi vả không biết trái vả luôn. Anh ơi, trái đó ở miền Trung hả miền Bắc? Trái vả là miền Trung rất là nhiều. Trái vả là cùng dòng họ với trái sung. Mà trái vả nó to hơn rất, rất nhiều lần trái sung. Trái vả người ta có thể cắt ra ăn sống. Nó chát chát, chấm với lại mắm ruốc. Hoặc là mình luộc lên cho mình làm gỏi. Đó. Rồi, tiếp theo. Hoa gì chỉ có hoài lâm trồng? Hoa nở không màu. Chính xác. Chuẩn bị xuống nha. Câu tiếp theo nó hơi khó. Đố chữ. Bình gì cát không? Bình gì cát không? Là bình gì?
Bình gì cá không? Đấy. Ờ. Trả lời lại hết giờ giờ. Bình địa. Không chính xác. Không chính xác. Bình địa là gì ta? Bình gì mà cá không? Ừ. Bình em gì biết gì? Chỗ nào mà nó có cái núi ngọn núi cát này nọ nhiều là ở đâu? Trên đồi. Ờ. Bình gì? Phan Thiết rồi Mũi Né đó. Dạ là Bình chỗ Thuận. Chỗ đó là Bình Thuận. À. Trong bài hát có chàng trai viết lên cây, chàng trai đã viết gì lên cây? Lời yêu thương cô gái ấy. Chính xác. Nơi nào được ví như Đà Lạt ở miền Bắc? Ờ, nơi nào? Sapa. Không chính xác. Sapa là Tây Bắc rồi. Đáp án của câu này là Mộc Châu, Sơn La. Đúng thật là những gì tôi nói. Anh đừng nói nữa. Có sự xảy ra, nãy nói cái đầu một câu. Thì có anh ác rồi. Kính thưa quý vị, như vậy là Trần Huyền Anh đã đúng đáp án liên tiếp một câu. Những vật bất ly thân mang lại may mắn cho người chơi. Có đẹp cái lượt đây không? Dạ có anh. Ủa cái gì vậy? Không nhớ hả? Ôi, em ôi nhớ. Trời ơi. Đó. Trời ơi, lần này là trong cái túi trước vậy nè. Dạ. Chúng ta gặp gỡ lại Hà Hiền. Đừng có chạy quá. Mày chạy rớt não không ạ? Chỉ cần mình hai câu thôi là đội mình có vé vào vòng trong, cũng như là chắc chắn lát nữa sẽ bước vào vòng đặc biệt. Mời lên. Dạ. Kéo lên Hiền ơi. Kính thưa quý vị, Hà Hiền đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Đây là đố chữ. Bình nào không bao giờ cãi nhau? Ôi, thằng bé bút đâu rồi? Đọc lại chị. Bình nào không bao giờ cãi nhau? Bình Thuận. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo lại là đố chữ. Bình gì không âm? Bình Dương. Rồi sao? Lại là tố chữ. Hai con người lì hợp tính sẽ tạo ra mối tình như thế nào? Ôi thằng bé lại mệt mỏi rồi. Trả lời đại đi, thắng rồi mà. Thắng rồi, trả lời đại đi. Hai con người tình mà... hợp lý. Tàu đất, tàu đất, tàu đất không? Tàu đất không? Quên, quên, quên. Điện thoại cảm ứng không có phím nhưng lại có nút. Đó, đố là nút gì? Điện thoại cảm ứng không có phím, nhưng lại có nút. Mà có nút. Đố là nút gì? Điện thoại cảm ứng. À, nếu như quay về những năm thập niên. Trời ơi, kể chuyện ơi. Tôi không cần thiết nghe kể chuyện. Sao ta? Không có nút, không có phím mà có nút hả chị? Đúng rồi, là nút gì? Trời ơi trời. Nút gì? Đơn giản thôi đúng không? Đúng, đơn giản. Đơn giản. Nút hôm. Chính xác. Ôi. Bây giờ em có thể thoải mái phân tích. Ngày hôm nay chúng ta thấy một điều rất là lạ là Châu Đông Khoa luôn cầm trên tay một cái quạt. Ngày xưa mà cầm quạt là chỉ có cung nữ thôi đó. Công tử là quạt cho người công ta, còn công tử là tự quạt cho mình đó. Vòng trước anh có cầm quạt không? Không, không, không. Nhìn vòng này cầm quạt kia chơi. Đây là vòng đầu tiên của sai quá. Sai phong thủy, sai phong thủy đó. Cầm quạt là, à, câu trả lời tới hả? Quạt bay nè. Cùng cho Đức Khoa nhanh như chớp. Người phụ nữ sắp sinh em bé gọi là sản phụ. Còn người phụ nữ giúp sinh em bé gọi là gì? À, hộ sinh. Nữ hộ sinh. Chính xác. Cái gì nhỏ gọn trong tay lướt trên ngọn tóc xưa nay vẫn dùng? Cái lược. Chính xác. Trời ơi hay quá.
Chiếu gì chỉ thấy mà không nằm lên được? Chiếu gì chỉ thấy mà không nằm lên được hả? À, chiếu phim. Chính xác. Chúng ta trả lời là chiếu hậu đúng không? Chiếu hậu thì có chữ kính đầu rồi à. Chiếu bóng, chiếu phim, hoặc là chiếu chỉ, hoặc là chiếu tướng. Tất cả chiếu đều chỉ, có thể nằm lên được. Chiếu tướng. Trò chơi quảnh tù xì bắt nguồn từ những từ nào trong tiếng Anh? 1, 2, 3. Trời ơi, hay quá. Thấy người ta chưa nghĩ. Người ta biết liền, tụi anh nhắc em 3 lần em cũng chưa trả lời được. Sốt gì chưa ăn mà đã lạnh? Thường mình ăn có sốt tiêu, sốt bò, sốt nấm. Sốt hả? Sốt hả? Sốt mayonnaise. Sốt gì? Rét. Chính xác. Phần lớn các loại rượu được sản xuất đều dựa trên một phương pháp cơ bản. Lên men. Chính xác. Ê, cái khả năng mà Khoa lên được 10 câu là rất đơn giản luôn. Bởi vì những câu này nó dễ quá. Cái vô này dễ mà anh Khoa, anh thông minh. Con gì sinh ra đã mang tiếng là không siêng năng? Con lười. Chính xác. Câu này làm Xuân Nghị tụt xuống vị trí ban đầu. Chị dâu của em trai hoặc em gái mình, nhưng không phải chị dâu hay em dâu của mình thì gọi bằng gì? Chị dâu của em trai hay em gái mình mà không phải chị dâu của mình thì gọi là vợ mình. Chính xác. Trời ơi, trời ơi, hay quá. Giang được Thành theo đuổi, nhưng Harry lại là người theo đuổi Thành. Vậy Giang theo đuổi ai? Giang là được Thành theo đuổi, mà Harry lại đuổi theo Thành. Harry là người theo đuổi Thành, vậy Giang theo đuổi ai? Giang là được Thành theo đuổi, mà Harry lại đuổi theo Thành. Câu này đố mẹo đúng không anh? Không, đừng hỏi. Đọc lại một lần nữa. Giang được Thành theo đuổi, nhưng Harry là người theo đuổi Thành. Vậy Giang theo đuổi ai? Nhanh! Nhanh lên anh! Hết giờ! Giang theo đuổi Nhã Phương. Theo đuổi Nhã Phương. Bây giờ anh làm sao dám phủ nhận? Cái câu này có một đáp án rất đơn giản. Giang là người theo đuổi Thành. Ủa? Thành là người theo đuổi Giang. Nhưng Harry là người theo đuổi Thành. Vậy thì Giang theo đuổi ai? Trong câu hỏi này là Giang không theo đuổi ai hết. Đúng rồi. Nhưng chương trình có một cái luật. Phải có luật. Đúng không? Chương trình, cái này công bằng nha, cái này công bằng thôi. Chương trình có một cái luật là khi có một câu trả lời không nằm trong danh sách những câu trả lời mà ban tổ chức soạn ra, nhưng mà về tất cả mọi thứ là hợp lý thì chúng tôi chấp nhận cho lên một nấc. Thì và trong câu này thì đó, tiếp theo và trong câu này và sao trong anh? Câu này thì theo quý vị thấy là nó hợp lý hay không? Đó. Tôi không biết biên tập nào sáng chế ra câu này. Tôi cũng cười đó lắm. Chính xác. Cái gì càng phơi nắng càng ướt? Càng phơi nắng càng ướt. Cá hả? Hay cái? Cá. Cá. Ồ, uổng quá. Đồng hồ Big Ben nằm ở nước nào? Anh. Chính xác. Ở nước nào? Pháp. Chính xác. Các gọi khác của mẹ trong tiếng Việt chỉ có một chữ cái là gì? U. Chính xác. Đi vào chỗ trống trong câu sau. Hòa hổ, hòa bì, nan hỏa, .. Cốt. Chính xác. Trời ơi. Công ty là giờ đang ở 5 câu đó. Tin đi em, tin đi. Cái điều ấn tượng nhất của Harry Won tới thời điểm này là gì? Tới thời điểm này là tại vì thật ra thì ai cũng thấy TV show á, thì Harry với Lê Dân Bảo Lâm người ta cảm thấy là hai người này chắc ghét nhau lắm. Dạ, thì thật ra thì cái đó làm tạo một cái kịch tính cho vui mà thôi. Nếu không vui? Không vui thì xin bỏ qua. Rồi sau đó thì lúc đó em giúp Lê Dân Bảo Lâm cũng đúng đặt được cái 10 câu á. Lúc đó em vui lắm luôn á, thiệt sự là rất vui. Và thưa quý vị, lỡ Harry nói rồi, những người đoạt được 20 triệu của chương trình, chúng tôi sẽ điểm lại những nhân vật mang về tiền thưởng giá trị cá nhân 20 triệu đồng. Rắc ngửi bằng gì? Hả? Con. Rắc ngửi bằng gì? Lưỡi. Trời ơi, chết rắc. Con rắn có nghe được không?
Con rắn có nghe được không? Con rắn có nghe được không hả? Nói câu này rồi đúng mẹ nhỉ? Con rắn hình như là tôi nhớ là nó không nghe được. Tính giác nó chỉ có cảm nhận được mà thôi. Yeah. Mọi thứ xung quanh nó do nó cảm nhận. Hay quá trời. Sao ơi. Giỏi dữ vậy? Xuống đi nào. Như vậy là kính thưa quý vị, lần đầu tiên trong chương trình có người được 20 triệu vì trả lời liên tiếp chính xác 10 câu, và cũng là lần đầu tiên trong chương trình người đó lại tiếp tục một lần nữa 10 câu chính xác. Chuân Phạm hiện tại đã có 2 kỷ lục của chương trình nhanh như chớp. Gì càng tối thì càng sáng. Cái gì càng tối thì càng sáng? Con đom đóm. Đúng. Đúng. Tất cả hãy bình tĩnh. Tại sao manh động như vậy Tú? Em thấy trả lời đúng. Anh cũng thấy vậy. Côn Đảo thuộc tỉnh nào? Bà Rịa Vũng Tàu. Trời trời, cái câu tiếp theo này đố Nam Thư làm cái gì? Thiệt không nhở? Về toán học. Dạ, thôi. Nghe cho kỹ. Một mảnh vườn rộng, tức là bề ngang đó, 10 mét, diện tích là 200 mét vuông, chiều dài là bao nhiêu? Quá dễ mà trời. 10 mét, chiều dài là 20. Lái bên phải, đi xe bên trái. Em đi xe bên trái. Đúng, chính xác. Wow. Người Nhật Bản đi xe về phía nào của đường? Bên trái luôn. Chính xác. Vậy người Indonesia đi xe về phía nào của đường? Indonesia, hả? Phía nào? Indonesia. Chết rồi, không có đi Indo. Indo. Đáng đại nha. bên trái. Lên. Không có nữa. Tất cả im lặng nha, đừng có la nha. Trời, cái câu này là tôi đoạt liền luôn á. Nếu là tôi tới giờ tôi đoạt liền, tại cái này tôi biết. Tôi rất là biết câu này luôn. Và nhiều bạn gái đẹp biết lắm. Đây là một cái hình mẫu, đây là một cái hình ảnh rất là đẹp và nhiều bạn mơ ước lắm. Thiếu nữ bên hoa huệ là tác phẩm nổi tiếng của họa sĩ nào? Vâng. Rất tiếc. Đúng rồi. Đúng rồi. Ngựa một sừng theo quan niệm phương Tây là tên gọi khác của con gì? Unicorn. Kỳ lân. Bằng rồi đó. Lấy tiền ra đi. Cho hết giờ kìa, hết giờ. Nói chuyện không hết giờ. Trả lời mới hết giờ. Em đi mà đó hả? Tôi là người của chương trình. Tôi kêu lấy tiền ra sẵn đi mà. Em yêu các chị của em. Ok, ok. Em ở đây là kiểu là niềm tự hào cho các chị đó. Kỳ nhông, kỳ dông, kỳ co, kỳ tôm. Đâu không phải là tên của một loài vật. Kỳ co, địa danh, đúng không? Lấy tiền. Chú thơ nôm là Hồ Xuân Hương. Hồ Xuân Hương. Vậy ông chú thơ nôm là nhà thơ nào? Ông chúa thơ nôm á? Anh bị hớp. Trả lời đi. Tự nhiên làm gì có ông chúa thơ nôm? Chính xác. Em
như hơi không được lịch sự á. Không phải không có. Không có. Không có luôn hả? Không có luôn hả? May thế mày không nói nhiều. Ai đã bảo đúng rồi thì im lặng đi còn giải thích làm gì? Vâng. Đấy, đấy. Câu này là câu số 10. Nếu thắng mang về 20 triệu cho bản thân mình và sự vinh quang dành cho gia đình. Đúng rồi, quê hương Bắc Ninh, làng xóm láng giềng. Đấy. Chứ không phải như gia đình Đức Phúc. Ôi, thằng Phúc trẻ con thằng... đang chân châu cắt cỏ cũng tự hào về chị Hòa. Đúng rồi. Suy nghĩ cho kỹ. Biển gì không có nước mà vẫn có cá? Bắt đầu giờ, bắt đầu giờ. Sắp bắt giờ đấy em ơi. Cái biển. Biển gì? Cái biển. Bắt giờ. Vào ngày 30 Tết. Yeah! Ôi! Ôi! Quá đỡ, quá đỡ. Ê, anh cho cái đại hỏi nhưng em đem đau tim quá. Bây giờ câu này anh sẽ hỏi cho. Đau quá. Cái câu này rất đơn giản. Cái gì càng mất càng thấy lợi? Cái gì càng mất càng thấy lợi? Nhanh lên! Xuống nước biến thành cá ngon. Đây là câu đố mẹo về chữ. Con gì gian xảo tinh ranh? Đố chữ. Đuôi xuống nước gian xảo tinh ranh. À, con cáo. Câu hỏi tiếp theo. Đọc rõ lên. Cây gì không rễ trạng hoa, thân gầy mình thẳng, người già nâng niu. Trời ơi. Cây gậy ba ton, cây gậy chống của người già. Tính đến thời điểm hiện tại, tòa tháp cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu tầng? 81 tầng. Ruột gì càng xài càng ngắn lại? Ruột gì? Ruột bút chì! Ruột bút chì! Đại dương sâu nhất thế giới. Thái Bình Dương. Chính xác. Là đại dương sâu nhất thế giới. Mặn nhất. Đại dương mặn nhất thế giới. À, Đại Tây Dương. Đại Tây Dương. Yeah. Thần kỳ của Doraemon có màu gì? Màu trắng ạ. Lắng nghe nào. Túi thần kỳ của Doraemon có bao nhiêu ngành? Có một ngành nữa. Một ngành nữa. Yeah!
chiến và khoái ăn sang. Hỏi mỗi sáng Harry ăn gì? Ăn khoai. Ăn khoai. Đúng, chính xác lên. Chính xác. Khoái ăn sang là sáng ăn khoai. Thôi 2 triệu luôn. Đây, lắng nghe nè. Theo truyền thuyết, rồng phương Đông và rồng phương Tây thường khác nhau điểm nào? À, rồng phương Tây thì mập với lại có cánh, còn phương Đông không có cánh vậy ớ. Đó. Quá xuất sắc. Và thưa quý vị thân mến, như vậy là quý vị cùng chúng tôi đã điểm lại những điều dễ thương, hay ho, những giải thưởng, những màn xuất sắc trả lời 20 triệu đồng đều đã có hết. Và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình Nhanh Như Chớp với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại.